Như vậy nó mới đẹp. Sao Vi đến đây? Có người quen nhờ Vi giúp. Trường cũng vậy. Chị họ Trường nhờ đến đây giúp chị. Ai vậy? Bạn cùng trường với em. Vi, tới giờ rồi, vô thay áo nhanh lên đi em. Trường à, chị em mình cũng lo chuẩn bị nhanh đi. Em ngồi xuống đây đi. Ban tổ chức cuộc thi tạo mẫu không phim xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Sky, nhà tài trợ chính của chương trình ngày hôm nay. Em đẹp lắm. Trường à, em đi thay áo mau đi. Bình tĩnh nghe không em? Cứ đi như chị tập là được rồi. Dạ. Tới giờ giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Sanali và nhà thiết kế Diễm Thanh đó. Nhanh lên, nhanh lên. Tới lượt Vi hả? Sao nhìn giống Vi đó mẹ? Ồ đúng rồi, đúng là con Vi. Trời ơi, lớn lên con Vi nó đẹp quá ha. Rồi, các nhà tạo mẫu nhanh chóng ra chào khán giả nè. Em xem thử chị đã được chưa? Vi, 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 coi chị đẹp chưa Vi? Đi hả? Đẹp rồi. Chưa đẹp rồi, phải không? Đi nhá.
chắc Vi làm người mẫu luôn được rồi đó. Trường hỏi Vi, cái này một chút có được không? Vi nói chỗ bí mật của tụi mình bị phá. Áo Trường mặc đẹp ghê. Hình như Vi có điều gì đó hiểu lầm Trường. Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, mình quên hết rồi. Sau này Trường đừng nhắc lại chuyện cũ nữa nha. Cho Trường hỏi một câu, Trường có để lại cho Vi một lá thư ở chỗ bí mật đó, Vi đã đọc chưa? Trường nói lá thư nào? Trường giải thích về chuyện của mẹ Trường. Hồi đó Trường rất muốn gặp Vi, nhưng Trường phải về thành phố gấp, nên Trường có viết thư để lại cho Vi, mong Vi hiểu được lòng Trường. Đây là hậu trường hả? Lá thư ở chỗ bí mật đó. Vi ơi, mới đến hả? Sao bây giờ? Chỉ có một bó hoa. Không sao đâu mà. Hả? Cái gì? Còn gì đâu phải nói chứ. Con xin lỗi. Ta đi thôi. Khoan đã anh, chờ gặp Vi với Trường rồi hẳn đi. Tụi nhỏ tới kìa. Vi, gặp lại con, cô vui quá. Con chào cô chú. Lâu quá mới gặp lại cháu. Con chuyển lên thành phố hồi nào vậy? Ba mẹ con cũng khỏe hết phải không? Dạ. Dạ. À, con xin phép cô chú con đi nha. Bạn con đang đợi. Được rồi, con đi đi. À, khi nào mà rảnh á, con ghé nhà cô chơi nha. Ê, thấy sao? Thấy mình có giống người mẫu chuyên nghiệp không? À, giống người mẫu chuyên nghiệp thiệt. Cô không ngờ con có chiều tài đến như vậy. Ủa Phương, sao mặt mày yếu xìu vậy? Không có gì đâu. Hồi nãy Trường diễn hay lắm. Nè, có chuyện nghe coi. Sao em quen được với ông bà giám đốc công ty Sky vậy? Nhỏ con gái ông giám đốc học chung trường với tụi em. Con bé này chỉ đang hỏi Vi mà. Vi, nói chị nghe coi, sao em quen được với họ vậy? Thật ra hồi nhỏ đã có thời gian em từng đến giúp việc nhà cho ông bà giám đốc. Giúp việc nhà? Ô, như vậy là em mới từng làm ô xin cho nhà của họ hả? Tội nghiệp em tôi, mới bao nhiêu tuổi thôi á, mà bao nhiêu việc cực khổ gì cũng làm qua hết rồi. Alo, dạ tiệm áo dài Sanali nghe đây ạ. À? Dạ. Công ty Sky hả?
Dạ. 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 Cái bà này sao còn đậu xe đây nữa? Thì đâu có chỗ nào tốt bằng chỗ này, vậy thôi. Bây giờ tôi bận công chuyện, chút nữa tôi qua lại tính sổ với bà đó. Hãy đợi đấy. Ui da. Có chuyện gì gấp gáp dữ vậy ta? Vi ơi, Vi ơi, bên công ty Sky họ nói sẽ tặng cho em chiếc xe đạp. Hả? Thiệt không chị? Thiệt, hồi nãy họ gọi điện thoại cho chị nè. Họ nói mẫu áo của chị rất là xuất sắc. Họ nói ha, ngoài giải thưởng, họ còn tặng thêm cho chị bộ mỹ phẩm cao cấp nữa. Còn em, họ sẽ tặng chiếc xe đạp. Thiệt vậy hả? Bà theo dõi tôi lúc nào vậy? mới nói thì à. Thôi đi ra nha. Trời hên ghê nha, Vi cũng đang cần xe để đi học á. Vi, nhờ chị em mới có xe đạp đó nha. Phải khao chị mới được đó. À, anh hai đâu vậy? Trường kêu đi gặp nó, em đi không? Thôi, em ở nhà đọc sách. Anh đi một tí rồi về. Ừ. Hôm qua mình đã hỏi Vi rồi về chuyện lá thư mà mình đã gửi cho Vi. Lúc đó Khanh không thể nói với Vi về lá thư của trường được. Tại sao? Tại sao Khanh không nói được? Tại vì thậm chí Vi không còn muốn nhớ đến tên của trường nữa. Hiện thời trường cứ để yên cho Vi đi. Khanh biết tiệm phở đó chứ? Hay tiệm phở mà chỗ Vi đang làm việc đó. Tại vì mình cảm thấy đói bụng thôi. Đi làm một tô phở đi. Tính tiền chị ơi. Dạ. Cho em xin 20.000. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. À, có bạn của Vi đến nè. Em chào chị. À, tụi trường nghe đồn ở đây phở ngon lắm, cho nên ghé ăn thử. Khanh ưa đến quán phở chỗ Vi làm lắm hả? Ừ, cũng thỉnh thoảng. Rồi sao? Có sợ đâu. Thì tại vì mình thấy mấy người làm ở đó hình như là thân với Khanh lắm. Có thân gì đâu. Sài Gòn nghe hoài bây giờ mới thấy á. Ê, nhìn mấy cái nhà cao ngất trời kia coi, như là nó cao hơn mấy cái núi dưới quê mình lâu đó kìa. Trời ơi, cao to đẹp quá. Ôi đẹp quá. Hiền ơi, nơi đây mới chính là giấc mơ tình yêu của anh mà. Kể từ đây cuộc đời Hùng sẽ dở sang trang sách mới trên vùng đất hoa lệ này. Em cũng vậy. Và cả cuộc đời của thằng Bảo này cũng vậy. Yeah.
Ráng chịu đựng đi em. Để anh làm kiếm tiền anh mua cho em lóc. Anh ngồi coi. Ê, Hùng Hùng, cái này là thang máy nè mày, giờ mới thấy á. Mày khùng quá. Nói ra biết nhà quê rồi. Người ta kêu thang này là thang cuốn, còn thang máy là vô cái hộp bấm đi lên. Biết được không? Nói cho mày vui thôi, thang bánh cuốn, đúng không? Công nhận nha, hôm nay ta ăn nhiều dễ sợ luôn á. Ê, không biết là tại đồ ăn Sài Gòn ngon hay là tại nước ở đây nó khác nước quê của mình ha. Nước không bằng dưới mình là nước mưa, ngon số 1 rồi. Còn đồ ăn á, tao nghĩ chắc nhờ lửa với dĩa muỗng của Sài Gòn cho nên mày thấy ngon vậy á. Ồ. Ê mà nè, nãy giờ á, đi coi đồ á, cũng coi rồi, giờ ăn á, thì cũng no nê rồi. Bây giờ tao nghĩ á, tao phải đi tới tiệm sửa xe Honda của ông chú họ của tao. Hai đứa bay tính sao? Tao với Hiền đã có kế hoạch rồi. Trời, hai đứa bay giỏi vậy đó. Ý, mày nghĩ tao với Hiền bu rảnh lắm sao lên trên này hả mày? Trước tiên, tao với Hiền sẽ đưa mày tới tiệm ông chú mày. Trời ơi, tụi bay làm như tao nít vậy đó. Đưa tiền gì, khỏi đi. Bảo, mày còn coi tao với Hiền là bạn mày không? Trước tiên, tao muốn biết chỗ làm việc của mày với ăn ở ra sao nha. Đi đi đi. Ừ. Tao đã nói rồi là để tao đi một mình cũng được vậy. Tao cũng nói rồi, tao và Hiền không để cho mày đi một mình mà. Có bạn để làm cái gì? Ờ. Xin lỗi hai anh. Xin lỗi là xong hả mày? Mày ây à, chắc gãy xương rồi. Đụng ở chung xíu làm gì dữ vậy anh? Ê mày, ý mày nói bạn tao giả bộ hả mày? Có gì đâu, anh trai làm dữ vậy. Mấy đứa tụi em á, nói gì nói, phải vô bệnh viện khám mới được. Mau đưa tiền đây. Nè, mấy anh đừng có quá đáng nha. Bộ tưởng tụi này dễ ăn hiếp lắm hả? Ê, nói nhỏ nhẹ không nghe phải không? Muốn đọn hả? Hai thằng nhà quê này mà cũng dụ được cô em xinh đẹp đi theo hả? Cái mặt em làm gì đẹp á. Nói nghe nè, đừng đi theo hai cái thằng khố đá táo bơm này. Đi theo tụi anh đi, đi. Đừng ra mày. Ai chào mày, mày làm cái gì? Mày làm cái gì vậy? Anh có sao không? Anh yêu. Lần đầu tiên lên Sài Gòn, anh không muốn gây chuyện. Nãy giờ anh nhịn nó đó. Sắp đóng cửa quá mày. Nói xui không mà thằng quỷ. Tiệm của chú tao làm ăn ngon lành lắm á. Chú Năm. Chú Năm. Dạ. Dạ.
Con chào chú Năm. Con là anh Bảo á. Hồi hôm kia con có gọi điện cho chú Năm á. Mà tao nói đừng có lên, lên đây làm gì? Chú Năm, chú làm ơn cho con làm ở đây đi chú Năm. Giờ chú Năm không phát lương cũng được nữa. Trời ơi, có chuyện gì đâu mà làm. Mày thấy tao đang thất nghiệp đây sao? Không, mà chú Năm, chú làm ơn nhận con vô làm đi chú Năm. Dài quá. Chú Năm, nhưng nếu tao dạy mày, mày hết lòng chịu học không? Dạ chịu, con học. Con cảm ơn chú Năm. Chú Năm. Chú Năm. Cái gì nữa đây? Con là bạn thằng Bảo, muốn dốc tâm vào đây học nghề. Xin chú Năm thương tình dạy nghề và nhận con vô đây làm việc nghe chú Năm. Mày làm gì vậy? Mày nói là mày có kế hoạch rồi mà. Thằng quỷ, tao với Hiền đi đâu bây giờ chứ? Chú Năm, bây giờ chú sai gì con cũng làm hết. Xin chú nhận con vô đây học nghề. Con đòi ơn chú, con đòi ơn chú mà. Bộ tụi bay coi ở đây là cái trung tâm dạy nghề hay sao? Mà cái tiệm như cái lỗ mũi gì đâu cần đông người. Chú Năm, à, bực mình quá đây. Cần đông người mà. Được rồi, chú nói vậy thì được rồi. Con ngồi đây, con ngồi đây khi nào chú nằm luôn. Nằm luôn. Khi nào chú dẫn con vào đây học nghề, con mới chịu. Tính sao tính đi. Bé lâu nay cứ thấy bé Vi nó lội bộ cực nhọc quá đi. Trong lòng tôi cũng thấy áy náy ghê lắm. Giờ có cái xe như vậy là tốt rồi. Cái đó cũng nhờ tôi đó nghe. Câu này nghe hoài muốn điếc lỗ tai luôn mấy cha. Bà Thiếm, hôm nay bà nghỉ bán hả? Thì cũng phải nghỉ xả hơi chứ, sức người, sức trâu. Xe đẹp thiệt nha, hạng lớn tặng có khác á. Có xe rồi á, mai mốt đi học khỏi đi bộ. Sướng nha. Ba, có xe đạp rồi hông? Xe đạp mới của con đó. Bà thấy đẹp không? Đẹp, nhưng mà chạy chậm chậm nha, có chuyện té đó. Con biết rồi. Gì vậy? Ê, bà có chuyện gì vui phải không? Có chuyện gì vui đâu. Ồ, bà đừng có giấu con. Hôm nay vẻ mặt của bà hớn hở, khác mọi ngày. Nhỏ cháu gái bà, nó nhìn hình bà, nó nhớ bà. Nghỉ hè kỳ này nè, nó đòi ba nó dẫn về đây thăm bà. Thiệt hả bà? Ờ. Bà ơi, như vậy là hay quá. Hay gì con ơi, bà bây giờ già quá rồi, nó nhìn thấy bà nó càng thêm hối hận thôi. Kìa bà, sao bà lại nói như vậy? Nếu con là cháu của bà, chắc chắn con sẽ hãnh diện về bà. Cái con nhỏ này chỉ được cái xạo thôi. Nè, bây giờ mày chơi kiểu đó thiệt hả? Sao mày nói mày có nhiều chỗ để đi lắm mà. Mày nghĩ coi, ở Sài Gòn này tao còn chỗ nào để đi chứ? Thì mày cũng phải kiếm chỗ khác làm đi chứ. Một mình tao là chú Năm mệt lắm rồi. Có thêm mày nữa, ổng phải làm sao? Mày yên tâm đi, tao không ăn cơm chùa của chú Năm mày đâu. Mày tính làm sao? Mày hãy đợi đây. Xe đạp mà anh Bảo cho mình cũng đẹp như xe này. Chắc giờ này anh Bảo và anh Hai đang sống vui vẻ ở dưới quê. Ba con
nào. Tôi ăn đi. Vì có xe mới hả? Ừ. Vì đi trước nha. Vì à, ý của trường là Vì có chiếc xe đẹp lắm. Cô Quanh ơi, phải đi chợ mua nhiều đồ lắm á, cô có thể đi chung với tôi được không? Dĩ nhiên là được rồi. Trời ơi, tôi thấy hai người đẹp đôi ghê nha, giống như là vợ chồng mà vợ chồng mới cưới đó nha. Chị này chị kỳ thiệt đó nha, tự nhiên cái nói vợ chồng gì nói kỳ cục quá à. Tôi nói vậy đâu có làm sao, giờ vậy đó, chủ với lại nhân viên vậy đó, nhưng mà mai mốt sao ai biết được. Ờ, mà thành vợ chồng thì cũng đâu có làm sao. Chắc phải đi về tiệm thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Anh, ở tiệm đâu còn chuyện gì phải làm đâu, hay là mình ghé vô uống ly nước ủng hộ chị đi, em khát khô cổ nè. Vậy thôi cô đứng uống rồi về sau ha, tôi đi trước ạ. Chị, bộ chị thấy em với ảnh giống vợ chồng lắm hả? Ừ nha, thời nay người khỏe mạnh mà lịch lãm vậy đó. Nè, nhanh tay lên đi, chứ không thôi rủi có cô nào có hớt một cái là coi như mình trắng tay luôn á. Chị thiệt là biết nhìn người đó nha. Cô Anh ơi. Dạ. Cô ra đây. À, cô này mới xin vô, sẽ làm giúp mình ca sáng. Cô đã làm công việc như vậy bao giờ chưa? Dạ chưa, nhưng nếu chỉ sơ qua thì... Thôi được rồi, như vậy là không được rồi. Tiệm của tụi tôi cần những người có kinh nghiệm. Công việc này đâu có gì khó đâu cô Oanh. Đâu cần gì người phải có kinh nghiệm. Thôi anh Hoàng à, cần chứ sao không cần. Ít ra thì cũng biết về nghiệp vụ nè, tâm lý khách hàng thì mới chiều khách được chứ. Đó, đây nè nè anh Hoàng coi. Trời ơi, cái móng tay này dài ngoằng là thấy không? Rồi tay thì mềm mại y chang như tiểu thơ. Thôi không được đâu, không có nhận, không có nhận. Trời ơi, làm gì dòm tôi như quấy giật vậy? Bộ tôi dễ sợ lắm mà. Cô này mà vô làm á, khách hàng la lối một ngày mấy chục lần. Cô sao vậy? Tôi thấy cổ được chứ có gì đâu. Anh Hoàng à, anh á, không mắt nhìn phụ nữ mà. Cái này là cái cốp xe, trong nó là cái bình điện. Cái này là cái lóng máy. Thấy chưa? Cái này là cái cần thắng sao. Đây là cái dây buji nè. Kích hoạt máy nổ là do cái dây này, cái buji này nè. Còn đây là bình xăng con. Xe mà đạp khó nổ hay là thường thường là mình phải kiểm tra đây trước. Dạ. Thấy không? Xăng cộ rồi đó. Cái hộp này hộp gì chú? Hộp này hả? Dạ. Nó là cái bô e. Bô e. Biết bô e hiểu không? Bô có vấn đề rồi. Chắc nghẹt á. Mở 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 ra coi, mở cái bô ra coi. Cái bô. Rồi mở cái bô ra. Từ đây cái bô nè. À. Cái bô xe, cái này nè. Bô xe mà. Cái này bô xe. Bô xe nè. Cái này hả chú? Ừ. Dạ. Đó, mở hai ngóc đó ra. Mày làm cái gì vậy? Nè, mày nói để mày suy tính. Là tính giật chỗ làm của tao á hả? Ê, tôi giật chỗ làm của mày hồi nào? Hồi nãy chứ hồi nào. Cái đó không phải là dành. Tao chỉ muốn học mấy cái cơ bản thôi. Khi có khách đông
Tao phụ mày một tay mà, dành hồi nào. Được rồi, vậy thì để tao tính. Chú Năm dạy nghề cho tao, tao sẽ dạy lại cho mày. Nhưng mà trong khi chú Năm dạy tao á, thì mày làm ơn mày im miệng đi. Mày nhỏ mọn quá. Bây giờ mà mày còn nói tới chuyện nhỏ mọn hả? Tao nói cho mày nghe, nếu mà không làm như vậy á, thì sớm muộn gì tao với mày cũng bị đuổi ra khỏi cái tiệm này. Biết chưa? Được rồi, tao sẽ câm miệng. Hai người làm gì đó đứng ngoài này vậy? Anh và Bảo đang trao đổi nghề nghiệp đó. Thiệt, anh của em làm việc lúc nào cũng để tâm, làm đâu ra đó hết. Đúng là ngay từ đầu tôi phải lén hai người lên thành phố mới đúng á. Nếu như vậy á, ông biết tại tôi. Bà lúc nào cũng ăn hiếp tôi hết, quá đáng. Thôi mình đi, Hiền đã tìm ra được nhà để ở rồi đó. Hả? Giá muốn nhà cũng được, nước cũng chảy mạnh. Em đi coi mấy chỗ rồi, nhưng chỗ này là hợp với tụi mình nhất á. Ừ. Sao? Thấy có được không? Em thích, là anh thích. Bảo, nhà này được không? Được cái gì mà... À, được, nhà đẹp, rộng, thoáng. Thôi, em phải đến trung tâm mua sắm phỏng vấn đây. Nghe nói đó người ta đang tuyển nhân viên bán hàng đó. À, mà nếu như mà em được đi làm thì việc nhà sao ta? Em đừng có lo, chuyện nhà thay phiên nhau mà làm. Ủa, tao nghĩ mấy chuyện này là bà Hiền phải làm chứ, chuyện của con gái mà. Bộ Hiền là ô xin hả? Cứ vậy đi, chuyện nhà thay phiên nhau mà làm. Anh Hùng của em lúc nào cũng chu đáo hết. Có gì đâu chu đáo, đương nhiên mà. Chờ. Ủa, đang học bài hả? Dạ, con học cũng xong rồi. Trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn, tính uống một hai ly rồi nghỉ. Mà không biết tự nhiên bữa nay sao không muốn uống một mình. Bà không có kêu con uống đâu mà sợ, cứ ngồi đó làm bạn với bà thôi. Để con đi lấy ly cho bà. Thằng con của bà đi làm ăn bên Trung Quốc, hy vọng thành công trở về. Vậy mà chắc nó cực khổ lắm. Làm mẹ như bà chẳng giúp ích được gì. Ngày nó đi, đáng lẽ ra bà phải an ủi động viên nó, đằng này bà toàn là chửi rủa nó. Bà chửi nó là thằng bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ. Mày đi thì mày đi luôn, đừng về đây nữa. Cho tới bây giờ bà cũng còn ân hận. Thật ra trong lòng bà cũng muốn nói với nó những lời dịu dàng yêu thương, mong nó thành công. Con trai của bà chắc là hiểu bà, cha mẹ nào mà không thương con. Bà cũng mong nó không quán trách bà. Con trai bà thiệt là có phước, có một người mẹ ngày đêm quan tâm lo lắng, không hạnh phúc nào bằng. Con còn buồn khổ hơn bà nữa. Thôi, bà kể chuyện cho vui vậy mà. Không sao đâu, khi nào ba có chuyện gì buồn, bà cần tâm sự, bà cứ đến tìm con nha. Con sẽ là bạn của bà. Con nhỏ này. Nè, con không có tin tức gì của cha mẹ rượu con hả?
Mẹ con mất lâu rồi. Cha ruột của con là ai? Con cũng không muốn biết. Từ bấy lâu nay, con cứ quen nghĩ con chỉ có một mình. Nói gì thì nói, chứ thâm tình máu mủ, làm sao mà tự ý từ bỏ được con? Cái đó là cái trời cho đó. Ê Tùng, sao ăn sao? Nước lèo ngon ngọt lắm, chất béo của xương, chất ngọt của thịt như thấm quyện vào nhau. Anh cho gì vô chổng vậy? Tự tìm hiểu đi. Hành tây, gừng, mấy nguyên liệu cơ bản em biết rồi, nhưng có cái mùi hương gì đặc biệt lắm, em nếm hoài mà chưa nhận ra. Tùng ráng làm thêm thời gian nữa đi, rồi tự tôi sẽ biết thôi mà. Tôi làm tận tình vậy mà ảnh không tin tôi nữa hay sao? Ảnh còn muốn gì ở tôi nữa đây? Làm gì lại cằn nhằn cử nhữ nữa rồi? Anh Hoàng thiệt là quá đáng. Tôi làm ở đây gần 2 năm rồi, vậy mà anh không chịu chỉ cho tôi cách nấu nước lèo. Phở ngon là nhờ nước lèo. Bí quyết gia truyền đó, bộ muốn chỉ cho ai là chỉ sao? Vậy tôi là người ngoài hả? Tôi còng lưng làm gì cho tiệm này bao lâu rồi? Bộ tôi không có thành ý sao? Tôi hiểu, nhưng mà anh cứ chờ thêm thời gian nữa đi. Biết đâu anh Hoàng đã có một ý định gì đó rồi, nhưng mà chưa nói cho anh biết thì sao? Ý gì? Ảnh mà cứ vậy hoài, có ngày tôi... Anh sao? Tôi bỏ đi ra ngoài tôi làm luôn. Anh bỏ tiệm rồi anh đi làm ở đâu? Bộ cô tưởng không có tiệm nào kêu tôi hả? Thiếu gì tiệm muốn kêu tôi? Tôi chỉ cần gọi điện thoại thôi là bao nhiêu tiệm kêu á. Đếm không hết nữa là khác. Dạ mời. Ủa bà hả? Bà vô tiệm tôi làm chi vậy? Tiệm này áo dài mắc nhất nhiêu vậy ta? Bà hỏi làm gì vậy? Tháng tới sinh nhật bà gì? Vậy hả? Vậy tặng áo dài là nhất rồi. Nhất là tiệm áo dài của tôi đó. Người lớn tuổi mặc vô là vừa ý liền. Ta nói vừa sang trọng, vừa quý phái, vừa lịch sự. Nếu bà đặt mai á, chỗ hàng xóm, tôi lấy giá rẻ cho. Công nhận nha, hồi nãy nóng dễ sợ luôn á. Vô đây á, cái máy lạnh này mát ơi là mát, hết nóng rồi. Thôi đi nha. Ê, sao nãy bà nói bà đặt mai áo dài cho dì của bà mà? Nói nào? Tôi nói là tháng tới á, là sinh nhật của bà dì. Thôi, mua mai bắt đắt ha. Ê, trời ơi, cái bà này. Sao trán tôi nóng quá vậy nè trời? Cái máy lạnh này hôm nay sao không có mát gì hết trơn vậy? Dạo này hình như có nhiều người không thích ăn thịt hay sao á. Tiệm thịt của ba tôi bán ế vậy đó. Thấy ba rầu mà tôi thương ba quá à. Ở bên tiệm phở của Vy á, bán được không? Nhờ có nhiều khách quen ủng hộ, tiệm vẫn bán được điều điều. Tại tiệm phở viên ngon nó mới vậy thôi. Ý bà nói là quán ba tôi bán dở hả? Ý tôi không phải vậy đâu. Thiệt mà không phải vậy đâu.
lớp này đâu có phải là nơi chợ búa, mà sao lúc nào cũng nghe rao bán thịt, bán phở hết vậy? Riết rồi những người thuộc con nhà Trâm Anh Thế Phiệt của cái lớp này chắc sẽ bị ảnh hưởng hết quá. Thôi mà hả, đừng thèm để ý. Ừ đúng đó, mình mà nói lại nó, khác nào mình cũng xấu như nó. À dễ thương. Nhịn đi cưng, nhịn đi. Làm gì mà ướt dữ vậy? Bộ ở ngoài trời mưa hả? Đừng có đánh trống lạng nữa. Tôi đang học bài. Bộ có để yên cho tôi học bài không? Bộ đứng đó che tôi thôi, sao tôi học được? Được rồi, cứ chờ đó. Mai bị sao vậy? Đừng có hỏi nữa. Vô quá. Đáng đời. Dù vậy bà cũng hơi quá đó. Cái gì mà quá? Con nhỏ đó còn nói bóng nói gió, đem nghề bán thịt của ba tôi ra bêu réo lần nữa coi. Tôi cho nó tắm thứ nước còn độc hơn vậy nữa. Ui, đói bụng quá. Chú xách thịt mỏng mỏng thôi, dày quá, hồi nãy cháu ăn thấy dai quá chừng. Thưa cô, tôi làm việc này 2 năm rồi, biết chưa? Từ đó tới giờ chưa ai dám nói gì tôi hết. Tại vì người ta chưa có thấy chú xách thịt đó. Cô biết xách thịt không mà cô nói? Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này là cháu giỏi nhất đó. Tại vì ba cháu cũng bán thịt mà. Cô đi ra ngoài giùm tôi. Cháu định rửa chén. Thôi, được rồi, đi ra đằng trước đi. Mấy đứa nhỏ bạn Vi về rồi hả? Dạ. Lần sau đừng dẫn nó lại đây nữa nghe chưa? Dạ. Bộ ỷ làm bếp phó rồi có quyền cấm người ta dắt bạn tới chơi được à? Thôi chọc tức tôi hoài sao tôi chịu nổi. Bộ ba nó bán thịt là cái gì nó cũng biết sao? Xắt thịt là nghề của tôi, ai hơn tôi được. Vậy mà nó bày đặt dễ khôn tôi chứ. Xin lỗi, nhỏ Hà không có ý đó đâu chú à. Không biết. Nó mà tới đây bày đặt nó này nó nọ rồi cách xắt thịt của tôi hả? Là phạt thẻ đỏ, treo giò không cho đến đây nữa. Chắc chắn là cái con mập đó chứ không ai hết á. Phải làm cho nó tâm phục khẩu phục mới được. Thôi bỏ đi, có chắc là Hà làm đâu đúng không? Ừ, phải đó, phải bắt được tận tay mới nói được. Ủa, bộ không bắt tận tay là không biết nó hay sao chứ? Nhìn cái mặt hớn hở của nó là biết liền chứ gì. Linh tính của Mai rất là chính xác. Chắc chắn 100% là cái con mập đó thôi à. À, xin lỗi nha, bạn có sao không? Không sao, không sao. Mặt bà sao vậy? Bộ có chuyện gì mà làm bà khoái chí hả?
Phương, anh Khanh đã có bạn gái chưa vậy? Ổng chưa quen bạn gái, hình như đang để ý đến ai á. Mai, bộ bà để ý ông Khanh hả? Ừ, rồi sao? Từ nay tôi sẽ tăng cường tiếp cận đối tượng của tôi. Ngon quá. Hiền của anh làm cái gì cũng giỏi hết. Anh khen em hả? Ừ. Khen em thì khen tới Tết cũng chưa hết chuyện đâu. Em nha. Trưởng tài gài mắt quá. Mày ghen tị hả mày? Ờ, tao ghen á. Ghen muốn khùng đây nè. Ngày mai á, em bắt đầu đi làm rồi đó. Thiệt không? Ừ. Thấy không? Thấy gì của tao cái gì cũng giỏi hết. Ngày mai anh cũng định ra ngoài thăm dò tình hình làm ăn coi sao. Ừ. Vậy anh yêu, tụi mình cố gắng làm rồi để dành tiền nha anh. Anh cũng tính vậy. Anh sẽ làm thật nhiều tiền. Lúc đó anh sẽ mua đồ em thật là nhiều mà đẹp nữa. Em thích gì anh mua cái đó, hiểu không? Vy ơi là Vy ơi, không biết giờ này em ở đâu, để một mình anh cô đơn vậy nè Vy ơi. Mày quên nó đi, còn lâu á. Mày chờ coi, nhất định tao sẽ tìm được em Vy về, nhất định là như vậy. Sớm mà mưa rồi. Mưa mây, chắc là mau tạnh. Trường vừa ở chỗ bí mật của tụi mình về đó. Vy cũng vừa mới về xong. Chỗ bữa trước bị chạy có sao không? Không sao hết á. Ướt hết trơn rồi. Trường thấy ngon quá nên định mang tới cho Vy. Vậy mà ướt mà vẫn còn ngon á. Mưa đã đến, cái trái cây này chắc hạnh phúc thiệt. Vy nhớ không, có lần Vy chỉ Trường cách đào khoai. Trường mới học đào khoai có một lần à, mà đào giỏi thiệt á. À, sau lần đó Vy có còn nhìn thấy con sáo của Trường không? Có chứ, thấy một lần nhưng mà nó không biết nói. Những chuyện hồi đó Trường vẫn nhớ như in. Tụi mình đi hái hoa về trang trí cho nơi bí mật. Nơi đó Trường cũng có thiêng liêng không kém gì Vy. Vy nghĩ coi, làm sao Trường có thể đập phá nó chứ?
Mọi chuyện đã qua rồi mà. À, Vi đi học trước. Khoan đã Vi. Hồi đó Trường đã không tin chuyện Vi lấy chiếc nhẫn của mẹ Trường. Chuyện Trường tin hay không đối với Vi bây giờ có gì là quan trọng chứ? Nhiều lúc nghĩ lại thấy chuyện chẳng là gì cả. Vi nói chẳng là gì là sao? Trường nên quên hết mọi chuyện đi. Cứ coi như tụi mình là những người bạn mới gặp nhau ở trường trung học. Vi à, Trường mong rằng từ đây về sau tụi mình coi nhau như những người bạn. Đối với Trường, toàn bộ ký ức tuổi thơ tươi đẹp là Vi. Trường đã không tin chuyện Vi lấy chiếc nhẫn của mẹ Trường. Nãy giờ á, kiếm mình có chuyện gì không? Nè, thì đi ăn một bé chứ làm chi. Đi. Ờ, đi. Đi. Vì nói từ giờ trở đi coi nhau là bạn bè như trước đây hai đứa chưa từng gặp. Vì nói ký ức hồi nhỏ của hai đứa chẳng là gì hết. Nhưng mà mình không muốn tin những lời Vi nói là sự thật. Mình không muốn tin Khanh à. Chắc là Viên nói chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Nhưng Viên nói vậy để cho Trường tin. Có thể bấy lâu nay mình làm mà mình không hề nghĩ đến cảm nhận của Vi. Nếu Vi muốn từ giờ trở đi mình coi Vi là bạn bè mới lần đầu gặp ở trường thì mình sẽ làm. Vi muốn gì mình cũng sẽ làm hết. Vi ơi, tao nhất định sẽ xóa hình ảnh mày ra khỏi tâm trí của trường. Tên mày rồi sẽ không còn được trường nhắc đến nữa đâu. Phương, có thiệt là Phương không biết ông Khanh thích ai sao? Mày muốn biết thiệt hả? Vậy là Phương biết. Nói lẹ đi. Mày giữ được bí mật không? Chắc chắn, tôi sẽ khóa miệng tôi lại. Người đó là nói thật, Phương cũng không biết nữa. Phương nói gì là sao? Có thiệt là... Chuyện gì? Sao vậy? Bộ nhìn em quê lắm hả? Không, em đẹp lắm. Đẹp. Nhưng mặt như vậy cho ai coi? Em sợ người ta coi thường mình từ dưới quê lên nên mới sửa soạn kỹ như vậy đó. Ai coi thường em? Em nói cho anh biết nghe. Mà hôm nay á, em chỉ đến nghe người ta nói về công việc thôi. Chắc là về liền. Em đi rồi về nghe anh. Mày coi chừng á,
Đi làm ở mấy trung tâm mua sắm có nhiều thằng đẹp trai rề rà lắm đó. Em Hiền chỉ biết mình tao thôi, thằng quỷ. Bà Hiền thì tao không có nói, nhưng mà mấy thằng kia có để yên cho bả không thì ai còn biết. Tụi con trai thành phố ghê lắm đó. Hiền là mẫu người đẹp lý tưởng của tụi con trai, đúng không? Tìm người. Ê, Hùng, mày đọc một này nè. Gì? Trời đất ơi, bộ đó giờ mày chưa coi cái tin mà tìm người hả? Tao cũng vô đây đăng tin tìm MV được không? Mày tưởng rẻ hả? Mắc lắm đó. Mày có tiền không? Mắc bao nhiêu cũng kệ, miễn sao tìm được MV về. Có bán hết gia sản nhà tao cũng được nữa. Sao bữa nay Tùng nó tới trễ quá vậy ta? Ha, thường ngày ông này hay cằn nhằn tự nhủ thôi, chứ có bao giờ đi trễ đâu. Không biết là ở nhà có chuyện gì không đây. Không chừng tại vì anh Hoàng không chỉ cho ảnh cách nấu nước lèo nên anh giận rồi. Bữa hôm qua anh có kể lễ với em là anh làm việc ở đây được 2 năm rồi mà anh Hoàng vẫn không chịu chỉ cho anh cách nấu nước lèo. Con nhớ nha, cách nấu nước lèo này là bí quyết gia truyền của nhà mình. Sau này con không nên tự tiện muốn dạy cho ai thì dạy, dù đó là con của con cũng vậy. Bà dặn con nhớ không? Yên xe nè, cái bánh xe nè, cái bô nè, này là chống xe nè, cần đạp nè, đó, lóc ngái nè, bẩn xe nè, chân trống nè, chân thắng nè, chán quá nè, đâu, chán đâu, nản nè. Đâu? Là đâu? Tao chán quá. Chán quá. Trời ơi, tối ngày cứ học ba cái tào lao này hoài. Phải cho trực tiếp học trên xe mới tiến bộ được chứ. Gì vậy? Tao nói mày đừng có lên đây rồi mà. Bây giờ tụi bay suy nghĩ lại cũng chưa trễ đâu. Tụi bay thấy tình hình ở đây rồi đó. Thôi, lo thu xếp đồ mà về quê lại đi. Không có đâu chú Năm, con có đi đâu, con nhất định sẽ học được nghề sửa xe. Con cũng như nó, không rời chú đâu. Để cho con làm chuyện của con kiếm khách về đây cho chú sửa. Hùng, nhất định nha. Thôi, hai ông nhỏ, cứ chơi cho đã đi. Lỡ hứa mạnh miệng với ổng rồi, bây giờ không biết kiếm khách đâu về cho ổng nữa. Đừng sợ, người ta xe đẹp quá ta. Em có đem xe đi kiểm tra định kỳ chưa? Nếu xe không bị hư gì á, lâu lâu cũng phải tới tiệm kiểm tra cho nó an toàn. Chứ đang chạy hư giữa đường gì không có tốt. Không hay, để anh kiểm tra cho nha. Anh Sơn, thằng này là ai đây? Em đâu biết đâu, tiện ảnh ở đâu đến chọc ghẹo em à. Ê, mày biết ai không mày? Mày giỡn với tao hả? Biết, nhưng em có ý gì đâu. Sáng giờ xui xẻo quá.
hứa dẫn khách về. Bây giờ về tay không? Kỳ quá. Vô gặp chú Năm với thằng Bảo chắc không yên đâu. Biết sao giờ? Thôi kệ, tới đâu tới. Hay là còn đưa đẩy với người ta nữa hả? Em nghĩ áo này hợp với anh lắm á. Anh coi giá cả cũng được, cũng phải chăng lắm, mà màu sắc cũng thịnh hành. Mày coi chừng á, đi làm ở mấy trung tâm mua sắm có nhiều thằng đẹp trai đề ra lắm á. Cô anh mệt lắm phải không? Thôi cũng trưa rồi, nghỉ chút xíu đi. Mà nghĩ ông Tùng kỳ thiệt nha. Biết tiệm bận rồi, không có người phụ, vậy mà nỡ lòng nào bỏ ngang báo tiếng nào. Chắc là Tùng có chuyện gì đó. Còn có chuyện gì nữa ngoài cái chuyện mà anh giận anh vì anh không chỉ cho anh cách nấu nước lèo nên anh đình công thôi. Chà, nếu mà đúng như vậy thì tôi cũng không biết phải nói làm sao bây giờ. Còn nói gì nữa, em thấy anh hiền quá à. Ủa Tùng, có chuyện gì vậy em? Xin lỗi anh, nhỏ em tôi bị bệnh nên tôi phải đưa nó đi bệnh viện. À vậy hả? Rồi bây giờ em của Tùng sao rồi? Cảm ơn anh, không sao. May mà chỉ bị nhẹ thôi. Cô thấy chưa? Có chuyện vậy mà cũng gọi điện thoại báo cho tôi biết trước. Tùng chắc là cực với mấy đứa nhỏ ở nhà lắm phải không? Ráng chịu cực cho tới khi tụi nó học ra trường. Tôi thì tuy không trực tiếp chỉ cho Tùng cách nấu nước lèo, nhưng mà từ từ Tùng cũng sẽ học được, rồi cũng sẽ mở được tiệm riêng mà. Nói vậy anh Hoàng cũng đâu có chỉ gì tôi đâu, tôi phải tự mày mò thôi. Thiệt là buồn. Trời ơi, không có miếng thịt nào ngon hết trơn à. Thôi bữa khác mua nha. Nè, đứng lửa đã đợi rồi không mua hả? Bộ tính xin lỗi là xong rồi đó hả? Bây giờ không có lỗi phải gì hết trơn á, tay cầm miếng thịt nào á thì mua miếng thịt nấy. Ơ trời đất ơi, buôn bán gì ép người ta giữ vậy trời. Khách người ta giữ ý người ta mua, người ta không giữ ý thì thôi chứ. Biết rồi, hiểu rồi. Nhưng bây giờ tôi hỏi cô nè, bây giờ tôi lấy tay tôi thọc vô ly nước xăm của cô rồi tôi không mua đó, rồi cô có để tôi yên không? Trời trời, cái kiểu mà buôn bán mà lý luận cái gì mà không mua. Không mua hả? Không, lý luận hả? Ừ, được rồi, mày đứng đó. Con kia mày đứng đó, mày đứng đó. Mày đứng đó, mày... Nè, không mua hả? Mày không mua... Chú đi đâu vậy? À, chú ra ngoài có việc một chút. Cũng có thể là chú sẽ về trễ. Coi coi dọn dẹp rồi đóng cửa cho chú ha. Chị, chú Hoàng đi đâu vậy chị? Ai mà biết, đi có thèm nói với chị tiếng nào đâu. Hay là giống như kỳ trước á, đi bảo lãnh thế chấp ngân hàng cho ai đó rồi. Thôi mà chị, đừng có nói như vậy, xui á. Em về rồi nè. Ủa, em về rồi hả? Đi làm có vui không? Vui, vui lắm. Cười cợt mấy thằng cha đó, làm như hay lắm vậy. Em đói bụng quá à, chờ em chút xíu nha. Em vô thay đồ rồi nấu cơm cho anh ăn. Ê,
Mày bị sao vậy? Không có sao. Quỷ. Bữa nay có em ở nhà phụ chị. Chị đỡ mà thẳng nha. Em xin lỗi chị nha. Để chị làm việc cực quá. Có gì đâu mà xin lỗi. Miễn là em học cho thiệt giỏi là được rồi. Dạ. Chị với chú Hoàng sao ạ? Thì cũng vậy thôi. Chị cũng muốn thúc ép ảnh. Ai cũng có sĩ diện của mình mà. Thôi, cứ để từ từ đi. Cho ảnh thêm thời gian. Chào. Hôm qua mọi người ngủ ngon không? Dạ. Chú Hoàng. Hôm qua chú Hoàng đi đâu vậy? Đi coi mắt. Coi mắt hả? Chú mắt. Anh Hoàng tới chưa? Dạ, chú mới tới. Ảnh làm tôi xúc động quá. Hôm qua ảnh im. Cái ảnh đi mua sách vở, đồ ăn cho mấy đứa em của tôi. Rồi ảnh lụi hụi đóng lại cái bàn, dọn dẹp nhà cửa cho mấy đứa nhỏ. Thiệt tôi ái nái quá. Anh Hoàng tới nhà anh hả? Tôi nói dốc cô làm cái gì? Không tin tôi sao? Anh Hoàng ơi. Vậy là cái chuyện hôm qua ảnh nói với mình là ảnh đi coi mắt là ảnh xạo rồi. Tới thăm mấy đứa em anh Tùng mà dám nói là đi coi mắt là hết hồn. Anh nói từ từ em sẽ biết cách nấu phở ngon. Bây giờ em mới hiểu được tấm lòng của anh đối với gia đình em. Bây giờ anh nói gì em cũng nghe hết. Anh biểu em chết là em chết liền. Cảm ơn Hoàng đã hiểu tôi. Thiệt ra thì tôi cũng có những cái nỗi khổ tâm riêng, cho nên tôi không thể nào mà tôi trực tiếp tôi chỉ cách nấu rất lèo cho Tùng được. Nhưng mà ngoài cái đó ra, Tùng thắc mắc cái gì, hỏi cái gì, tôi sẽ trả lời hết sức là trung thực. Em sẽ cố gắng để tự tìm ra. Anh chuẩn bị tinh thần nha. Sẵn sàng. Em đi đây. Em chùi cái môi đi. Sao vậy? Đánh môi không đẹp chút nào. Chùi đi. Bộ ghê lắm hả? Kỳ cục lắm. Đi đây. Bây giờ tôi mới yên tâm. Ê, Hùng, hôm nay rảnh ra Sài Gòn chơi đi. Đi đấy. Ừ. Cái gì vậy? Đồ nghề. Đi chơi mà xách đồ nghề làm gì? Biết đâu, lỡ có đồ kiếm tiền xài chơi. Ừ. Bảo này nó tính dở trò gì vậy ta? Nè, tôi giúp anh nha. Biết sửa xe hả? Trời, tôi thợ sửa xe chuyên nghiệp. Ông không phải là thợ sửa xe thì đúng đó. Thôi cứ gắn gì mình tôi đi, tôi đem lên kia tôi sửa. Chút xíu nữa là xong rồi anh. Thôi, tôi đã nói gắt cho tôi lại đi. Ê, mày kia. Man. Quỷ gì? Không biết sửa là thôi. Mày đặt tay không?
chút xíu nữa chết rồi, thấy không? Như vậy á mới là lý thuyết đi đôi với thực hành. Xém chút xíu nữa tao sửa được rồi. Sửa cái đầu mày. Mai mốt tao có xe tao không dám đưa mày sửa nữa. Bởi chị định mua xe hả? Xe chị cũ quá rồi, chị định đổi chiếc khác. Wow, đẹp quá. Nè, bộ em với bà bán thịt cho thân lắm hả? Dạ. Em hay thiệt á. Bà già khó ưa gì mà em cũng thân được hả? Tại chị nói vậy thôi chứ bà tốt lắm đó. Bả bà tốt gì? Chị chưa thấy ai dữ dằn cọc cằn thô lỗ như bả. Già rồi mà tính tình khó ưa, đụng ai cũng chửi, đụng ai cũng tạt nước dơ cho người ta hết á. Tại chị không biết thôi, chứ bà sống tình cảm lắm á. Vậy là em cùng phe với bả phải không? Thôi em về đi. Ba, chị Sanali nói là bà tạt nước trúng chị đúng không? Ai tạt đâu, tại nó đi ngang trúng thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng trúng rồi. Bà, hay là bà qua bển để xin lỗi chị một tiếng đi bà. Cái gì? Trời đất ơi, cái con nhỏ này, mày biết cái gì mà mày nói tùm lum vậy? Tao về phải đi qua xin lỗi cái con nhỏ điệu chảy nước đó đó hả? Bà, nhưng mà bà có lỗi mà bà. Không có lỗi phải gì hết á. Đi chỗ khác chơi đi, đừng có đứng đó nói nhảm. Đi đi. Mệt quá. Em nghĩ việc kết thân với một ai đó là một chuyện dễ dàng nhất ở trong đời. Vậy mà khó ghê á chị. Sao, định làm bạn với ai mà không được hả? Dạ không, em muốn nói chuyện mấy người ở trong khu chợ của mình á. Phải chi á, bà Năm bán thịt với chị Sanali á chịu hòa đồng với nhau, coi nhau như những người hàng xóm á, thì hay biết mấy. Đằng này á, tính tình hai người lại khác nhau. Không ai chịu nhịn ai hết. Thôi đi, chị thấy em hay lo chuyện bao đồng. Chuyện đó mà cũng lo nữa thì làm sao mà sống. Cực lắm em ơi. Em cũng đâu có muốn đâu, mà tự nhiên á, cứ suy nghĩ hoài. Chắc tính em nó vậy, biết làm sao không. Thôi đi bà cụ non, người ở trong cái chợ này á là dân tứ xứ dồn về đây làm ăn buôn bán. Tính tình cũng khác nè, cách nói chuyện của họ cũng khác nữa. Làm sao mà thay đổi được? Đó, vậy là em thấy đó. Nè, cỡ tuổi cũng khác nhau nè. Có người thì già, có người thì sồn sồn, có người thì lại quá trẻ, đúng không? Tha phương cầu thực mấy chục năm trời, sống nơi đất khách quê người, không có dễ làm cho họ mở lòng ra đâu. Chứ lại chuyện đó cũng đâu phải tại em. Nhưng mà nè, còn chuyện này em không có biết đâu. Tuy rằng thấy họ cãi nhau như vậy đó, nhưng thật sự thì họ rất để ý đến nhau. Bởi vì một ngày mà không thấy ai ở ngoài chợ là họ hỏi liền á. Nếu mà không quan tâm tới nhau thì tại sao họ để ý đến nhau đến nỗi mà gây lộn gây lạo đánh nhau tùm lum như vậy, đúng không? Thiệt không chị? Dạ, xin mời. Xin mời mấy chị à. Bộ phở đây ngon lắm hả chị? Không cần hỏi, ăn thử đi rồi biết. Chắc là chị lần đầu tiên đến tiệm phở em hả? Ừ, chị này mới vô làm ở chỗ chị đó. Vậy sao? Em xin mời chị đến tiệm phở của em. Em sẽ phục vụ chị tận tình. Em thiệt là dễ thương. Đi học về phụ nhà đó hả? Ở quê ba chị cũng bán phở, học về là chị phụ ba. Ừ. Mà em giống chị hồi xưa quá à. Dạ, đây không phải là nhà của em. Nhưng mà mời chị thường xuyên đến ăn nha. Anh Hùng. Hả? Em mới về hả? Sao anh lại ở đây? Anh đến đây chi vậy? Anh và thằng Bảo đi vòng vòng thành phố chơi, nhớ em, ghé vô chơi làm chi. Thấy bà mới đi làm sợ buồn nên tôi lên chơi với bà luôn. Em còn làm lâu lắm mới hết giờ.
Thôi anh với Bảo về trước đi. Đi đi mà. Đi. Em thấy anh đến em không vui hả? Không phải gì đâu. Thôi hai người để em làm việc. Về trước đi mà, nghe em đi. Đi. Nghe em đi mà. Về đi. Tao đã nói mày rồi, đừng có đi lên đây mà mày không nghe tao. Thay đổi rồi. Đất Sài Gòn làm Hiền thay đổi rồi. Tao thấy bà Hiền không có thay đổi gì hết trơn á. Lỗi là ở tụi mình á, không có ý tứ gì hết trơn. Tao nói mày là thay đổi mà. Mày thấy không, lúc trước dưới quê, mỗi lần Hiền đến gặp tao, Hiền vui lắm. Còn bây giờ thay đổi không? Cũng phải. Lên Sài Gòn này thiếu gì thằng đẹp trai. Tới bây giờ á, nàng Hiền mới phát hiện ra người yêu của mình chỉ là một tên chăn bò hôi hám. Ý. Ui. Cảm ơn. Dạ thưa anh, lợi nhuận tháng này tăng 20% so với tháng trước. Các anh chị coi, chú ý đến quầy ăn uống, nhất là khâu phục vụ. Phải làm sao tạo được không gian thật thoải mái cho khách hàng dừng chân, nghỉ ngơi khi đến đây mua sắm. Dạ, chúng tôi sẽ lưu ý. Mấy gian hàng mới về, quầy thời trang trẻ, các anh chị vẫn đang tiến hành đó chứ? Dạ, tụi em chuẩn bị sắp xong rồi, bắt đầu tuần sau là cho khai trương đó anh à. Được rồi, các anh chị về làm việc đi. Tới rồi hả? Dạ. Con nhỏ vẫn khỏe chứ? Dạ, cô nhỏ khỏe mạnh, học hành chăm chỉ, ai cũng quý mến hết. Giám đốc chịu khó chờ một thời gian nữa, rồi cô nhỏ sẽ liên lạc tìm cha thôi. Tôi không chắc. Nếu con nhỏ giống tôi thì có lẽ nó không đời nào chịu liên lạc với cha nó đâu. Kìa, chào cô. Cô mới tới. Ừ. Trời ơi, càng ngày càng lớn, càng dễ thương đó nghe. Còn có ngày càng trẻ ra. Thôi đi cô nương, cái miệng của con nè khéo lắm, ăn nói mát lòng mát dạ ghê vậy đó. Nè, tôi nói với bà rồi đó nghe, bé Phương làm con dâu tôi đó. Bà mà gả cho ai là không có được với tôi đâu á. Trời ơi bà này, tụi nó còn nhỏ mà, nói làm chi ba cái chuyện đó chứ. Còn nhỏ thì đặt cọc ngay bây giờ. Nè, cô hỏi nè, thấy hiện trường con cô làm sao? Cô sao hình như con thấy cô ốm bớt á. Còn đó. Ừ, dạo này không biết sao trong người sao không thoải mái, cô ăn uống không ngon gì hết trơn à. À, rồi bà có biết cái chỗ nào có món ăn nào ngon không? Ờ, để tôi nghĩ thử coi. Có biết một chỗ. Con nói tiệm này ngon đó hả? Dạ, con nghe đồn vậy, nhưng mà chưa ăn thử. Ủa, trời Vi, con làm ở đây hả? Cô nói là tới xem con sống như thế nào mà chưa có dịp. Phương nè, chắc mẹ tới đây mà con nói trước gì hết à. Vi biết không, mẹ Phương với mẹ Trường á muốn ăn món gì ngon ngon nên là Phương dẫn đến đây. Nghe nói phở ở đây ngon lắm đúng không? Dạ, mời hai cô ngồi. Nè Phương. Dạ. Hình như là con bé này chuyện chứng nhận của cô đó, phải không? Ủa, chứng nhận nào vậy cô?
Cô cũng nhận ra bạn Vi nữa hả? Dạ, hai cô dùng gì ạ? Để coi, phở nào ngon. Thôi, Vi đem ra cái nào cũng được á, miễn là ngon được rồi. Cô Thảo bị lạc miệng, nên là Vi làm tô đặc biệt giùm nha. Nè Phương. Dạ. Sao tự nhiên lại đưa cô tới tiệm phở này vậy? Ủa cô, phở đây ngon lắm, nên cô muốn dẫn cô đến ăn thử. Ừ, con nói thì cô cũng ráng ăn thử coi sao. Chứ tự nhiên cô vô cái tiệm phở này cô thấy không thoải mái chút nào hết á. Thôi mà cô, cô biết không, Vi á tội nghiệp lắm, đi học về rồi còn đi làm nữa, còn khâm phục bạn đó đó. Mà cô biết Vi học chung trường với tụi con không? Con không nói thì làm sao cô biết nè. Ủa, chứ trường không nói với cô hả? Con biết tính thằng Trường rồi. Ủa, vậy thằng Trường còn chơi với nhỏ này không? Tụi nó chơi với nhau thì đã sao chứ. Tôi không thích, tôi không có cảm tình với con nhỏ này chút xíu nào ở trường. Chú ơi, mẹ của bạn cháu đến. Chú làm tôi đặc biệt nha. Ừ. Chú Tùng ơi, sắc sắc thêm nhiều thịt vô nha chú. Biết rồi thưa cô nương. Có chuyện gì phải không? Dạ, không có chuyện gì đâu chú. Vừa đi làm vừa đi học chắc là cực lắm hả con? Dạ không sao đâu cô. Nè, tôi chọn bé Phương là con dâu của tôi rồi đó nha. Nhưng tụi nhỏ phải thích nhau mới được chứ. Phương. Dạ. Con không thích thằng Trường phải không? Dạ con không biết nữa. Coi mặt đỏ hết trơn rồi kìa. Chắc là không có gì để chê chứ gì. Dạ, chúc hai cô ngon miệng. Hai cô về. Cô về nha. Biết trước nó làm ở đây á, tôi không có tới đâu. Con nhỏ này hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhìn cái mặt nó là tôi bực mình rồi à. Thôi thôi, bà đừng có như vậy. Tôi thấy hoàn cảnh của nó cũng tội nghiệp lắm đó. Mẹ con nói đúng á, Vi là người tốt mà cô. Con á, tôi thấy hai mẹ con bà thương người quá rồi đó nha. Nếu mà chị không tin á thì tôi sẽ để cho chị lục túi đó. Con đứng lên lục túi áo cho cô coi đi con. Thôi khỏi khỏi, chỉ có chiếc nhẫn thôi, coi như là tôi làm từ thiện đi. Dạ, cô cứ coi trong túi con nè. Sao không ra? Tại sao lúc đó chiếc nhẫn của cô lại trong túi mình? Con ăn cơm chưa? Dạ, con ăn với bạn con rồi. Còn mẹ ăn chưa? Mẹ mới tới quán phở của Vi ăn rồi về nè. Có cả cô Thảo và bé Phương cũng đi nữa. Mẹ thấy nó cũng tội nghiệp, hoàn cảnh của nó cũng đáng thương. Làm em giật mình, vô sao không gõ cửa vậy? Em dẫn cô Thảo đến tiệm phở của Vi để làm gì vậy? Thì em chỉ muốn dẫn tới tiệm người quen ăn ủng hộ thôi, không được hả? Em thiệt là không biết anh nghĩ sao chứ em thấy em chẳng làm điều gì xấu cả. Không làm gì xấu. Em có nghĩ mình làm như vậy sẽ làm khó xử cho Vi không? Anh thấy cảm nhận của Vi còn quan trọng hơn các em nữa hả? Thôi em im đi. Được rồi, em muốn cho con Vi biết nó không có xứng đáng với Trường đâu. Em đúng là không có lòng tự trọng. Nói cho anh biết, đối với em,
Trường bây giờ quan trọng hơn là cả lòng tự trọng của em nữa cơ. Dì Trường, em sẽ làm bất cứ chuyện gì cho anh coi. Em là nhân viên mới vô làm mà, nhiều người bắt bẻ để ý lắm. Nếu khó khăn quá thì nghỉ đi. Và Văn Khánh, Thái Dương, lỗi Việt Vị cho ông đi đâu đó. Tiền đạo Hoàng Hồng Quân, tôi đi vô phòng. Đi nấu cơm đi. Sao là tôi nấu? Hoàng Hồng Quân và số 8 Việt Dũng đã. Chứ không lẽ tôi nấu sao? Việt Vị trong pha tiếp bóng vừa rồi. Được, được rồi, để tôi nấu. Thấy người ta hiền ăn hiếp hoài. Anh, sáng nay em mới tới tiệm phở chỗ bé Vi làm đó. Mà con nhỏ đó cũng tội nghiệp thiệt. Đi học không đã đủ mệt rồi, vậy mà còn phải đi làm thêm nữa. Nhưng mà tiệm phở đó cũng ngon chứ. Anh, bữa nào cả nhà mình cùng đi ăn một bữa đi. Anh, anh sao vậy? Em nói là bữa nào rảnh cả nhà mình tới đó ăn. Được mà. Anh hai có dữ không? Chứ cô chủ nhiệm của em dữ quá. Em mà cũng biết sợ à. Anh em một nhà mà không biết gì em hết. Em nhát lắm. Anh hai không biết hả? Chú, dừng lại giùm con một tí đi. Chuyện xong rồi, em về nhanh nha. Em biết rồi mà, em đi nha. Đi nha. Nè. Nè. Mày lo lắng vậy á thì thôi đừng ra tiệm làm nữa. Xin vô trong trung tâm mua sắm làm luôn đi. Lo gì mày? Mày không biết đó, trong lòng Hiền lúc nào chị cũng có tao thôi. Phải không á? Hay là trong mày lúc nào cũng có bà Hiền? Thằng quỷ. Thôi tôi biết là anh hai. Đi. Đây. Em Vi của tao á, nếu mà không có chuyện gì xảy ra, chắc giờ này cũng vô trường cấp 3 vậy học rồi ha.
tội nghiệp em tao quá. Ê, Vi em tao học giỏi lắm đó. Không biết giờ em Vi ở đâu làm gì ta. Một lá thư cũng không thấy nữa. Thôi, đừng nhắc tới Vi nữa. Nghe tới nó tao buồn lắm. Năm. Chú Năm ơi, dậy đi chú Năm. Thôi đừng kêu ông nữa. Sai xỉn ngủ kiểu này khách nào mà dám vô sữa. Bảo ơi, tao thấy tương lai của tao với mày có màu đen tối rồi đó nghe. Mới đây thôi mà thêm một con đại lộ nó xuất hiện rồi. Chị đang làm gì vậy? Đang cắt đồ. Coi chừng đách giải đó. Uống gì không? Lên rót trà nha. Thôi khỏi đi. Em mới uống rồi, không có khác đâu. Chị Sanali à, không hiểu sao á, mấy bữa rày á trong đầu em suy nghĩ lung tung á, mà trong lòng của em á thì lại cảm thấy cô đơn, trống trải, hoang vu quá à. Như vậy là Oanh muốn có đôi có bạn rồi chứ gì. Lấy chồng hả? Mà tại sao chị không lập gia đình vậy? Tôi là người không muốn ràng buộc cho mấy chuyện chồng con. Tôi là người phụ nữ thích tự do. Mà tại sao phụ nữ mình cứ phải ràng buộc vô mấy chuyện chồng con chứ? Cô nghĩ vậy sao? Vậy từ đó đến giờ chị không thương ai hết hả? Không, mà cũng đâu ai thèm thương tôi đâu. Hả? À, có chứ. Hồi mà tôi còn trẻ đó, trẻ hơn bây giờ đó, có hàng tá người đeo đuổi đòi cưới tôi nữa chứ. Ồ, vậy thì chắc chị rành về những người khác giới mình lắm ha. Đâu phải chị rành không đâu. Chị, vậy chị có biết cách chinh phục họ không? Đó là nghề của nàng mà. Chị chỉ cho em đi, nha. Nha. Chị ơi, làm ơn nhanh lên giùm nha chị. Trời đất ơi, tiệm phở mà không có bánh phở rồi tôi lấy gì tôi bán đi. Nếu cô để ý anh nào rồi á, thì trước tiên làm bộ kiếm cớ vô tình đụng chạm vô ảnh, tạo càng nhiều sự thân mật gần gũi càng tốt. Dạ. Rồi, nhanh lên nghe chị. Cảm ơn. Ít chết. Phải làm bộ yếu đuối dịu dàng, đánh vào bản năng của đàn ông là thích bảo bọc che chở. Ôi da, ôi, nặng quá à. Ôi ơi, cái vỏ này bữa nay sao nặng ghê nha, mỏi tay dễ sợ luôn á. Thôi được rồi, để tôi xách luôn cho. Thôi anh để em, vỏ của anh cũng nặng vậy. Không sao đâu mà, để tôi xách cho. Phải làm sao để mọi người xung quanh biết quan hệ của hai người, cố tình tạo ra càng nhiều tin đồn càng tốt. Chị Phượng, cái chuyện hôm bữa chị Phượng nói á, là em với anh Hoàng xứng đôi á, chị Phượng có đi nói với ai nghe không vậy? Đâu có đâu. Mà sao? Bộ sợ tôi đi nói người khác hả? Chị Phượng đừng có nói nha. Tuyệt đối phải giữ bí mật nha. Không được nói với ai hết nha. Ai mà biết được chắc em gần thổi một chút đó nha. Trời đất ơi,
Con nhỏ này nó nói mình đó là đừng có nói ai, mà giống như là kêu mình đi ra cho tất cả mọi người cùng biết vậy. Đồ con quỷ. Cô anh nghỉ tay ăn cơm. Dạ. Đàn ông thường thích phụ nữ ý tứ, dịu dàng, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Sao phân biệt đối xử quá vậy? Không dâng chén cho tôi đi. À, anh cũng muốn mua một chiếc xe đạp hả? Ừ. Vậy em cũng mua một chiếc luôn. Ủa, vậy tới giờ hai bạn vẫn chưa có xe đạp sao? Tại giờ đi đâu á cũng có chú tài xế chở hết, nên thấy không có cần thiết, không mua xe luôn. Phương biết chạy xe không? Chuyện dạy cho Phương nha. Ừ, sẵn có xe ở đây để trừ dạy cho. À, Khanh biết chạy rồi, không cần phải tập đâu. Khanh đi trước nha. Ê Khanh, sao không đợi mọi người về chung luôn? Khanh có chuyện cho nên về trước. Thôi, ráng đợi chút xíu đi mà. Đợi lát nữa, tụi mình về một lượt luôn ha. Trường không được thả tay ra nha. Trường biết rồi mà. Phương ráng giữ thăng bằng đi. Nhìn ở phía trước kìa. Phương biết rồi. Trường mới bệnh Phương nha, không có được thả ra. Biết rồi mà. Ráng giữ thăng bằng nghe chưa. Phương à. Có sao không? Chết rồi, chắc là phải đưa Phương đi bệnh viện thôi. Thôi, Phương không đi bệnh viện đâu, đưa Phương về nhà một lát đi rồi hết à. Có chắc không đó? Không sao đâu. Phương ráng đứng dậy nha. Cố gắng nhé Phương. Được, đi. Ngồi lên. Trường trở về. Đi nha. Cô Trường nha Phương. Tụi mình đi trước nha. Chắc là chân của Phương không sao phải không? Cũng chẳng biết là có bị đau thiệt không nữa. Nhưng mà được săn sóc như vậy thì cũng đáng chứ hả? Chết rồi, chuyện lớn này. Từ mai chú tài xế nghỉ phép mới chết chứ. Làm sao đi học bây giờ? Đừng lo, ngày mai trường sẽ đến chở Phương đi học. Thiệt không? Dạ, Phương đang tập xe đạp thì bị té. Có đau lắm không? Để mẹ đưa con đi bệnh viện. Không xa đâu mẹ ơi, nghỉ một tí nữa được mà. Vậy sáng mai trường qua chở Phương đi học nha. Nha. Thưa bác con về. Cảm ơn con nha. Dạ, đâu có gì đâu bác. Con về nha bác. Nè Phương. Dạ. Có thật là không cần đi bệnh viện chứ? Thiệt mà mẹ. Con ngộ thiệt. Bị té trầy chân như vậy rồi mà vẫn còn cười được sao? Làm như có chuyện gì vui lắm vậy. Mẹ này. Bị té xe rồi hả? Ừ.
bị chật gân, bút đi thấy đau quá anh ơi. Chú tài xế mới xin nghỉ phép, không biết ai chở đi học đây nữa. Trường nói sáng mai trường chở em đi học á. Trường chở em đi học? Sướng quá vậy. Ủa mà anh hỏi vậy là sao vậy? Không bị gì là may rồi. Xe là hư nữa rồi. Sao vậy anh? Xe hư hả? Chạy bình thường, thỉnh thoảng lại bị như vậy. Em cũng biết một tiệm sửa xe kỹ mà tận tình lắm. Còn xa không cô? Gần tới rồi, còn chút nữa thôi. Anh này làm ở chỗ em, xe của anh bị hư, nên anh sửa kỹ nha. Dĩ nhiên là kỹ rồi. Thỉnh thoảng đặt không nổi, không biết nó hư ở đâu nữa. Anh yên tâm đi, tôi kiểm tra máy hết cho anh. Cô Hiền nói có cho quen, vậy tôi mới tìm đến. Nhờ anh kiểm tra kỹ giùm tôi. Đừng có lo, tôi sửa là y như mới vậy đó. Chiều mai anh ghé lấy ha. Vậy thôi, nhờ anh, có sửa giùm tôi. Anh yên tâm nha. Cô Hiền, tôi đi nha. Dạ. Thấy tôi có giỏi không? Giỏi lắm á. Ai cứ giỡn mấy người đó tới đây làm gì? Bữa nay ở chỗ em làm có một ông khách vô mua hàng. Ổng nhà quê gì đâu á, cứ một hai đòi tiền mua cho bằng được cái áo mắc tiền nhất. Tới lúc cho coi, thấy giá rồi giá bộ lơ lơ, rồi bày đặt cho ổng chứ eo. Chắc là không có đủ tiền mua, cho nên mới bày đặt ra vậy chứ gì. Lúc đó đó hả, em cũng cố nhịn lắm, chứ trong bụng nó cứ sôi lên sùng sục như nào. Chỉ muốn làm cho một trận mà thôi. Anh Hùng sao vậy? Bộ trong tiệm có chuyện gì hả? Ở trong tiệm không có chuyện gì hết á. Chuyện của Hiền á. Chuyện của tôi? Thì ngày nào bà cũng đi gặp mấy thằng đẹp trai, cho nên nó mới lo, nó điên. Trời ơi, nói chuyện gì đâu không à. Thiệt. Anh không nhớ gì sao em lại lên thành phố này à? Là bởi vì em không muốn xa anh. Trong mắt em chỉ có một mình anh mà thôi. Anh không hiểu sao. Em nói thiệt không? Anh của em thiệt là. Để coi. Giận lên nhìn mặt anh có thấy ghét ghê không? Em nói gì? Không, nhìn anh lúc nào cũng đẹp trai hết á. Em nói thiệt không? Trường, Phương cảm ơn nghe. Tan học trường đến. Tại Phương mà thấy trường vất vả quá. Đâu có gì đâu, trường đi nha.
nè, bà có nghe chuyện nhà Phương với ông Trường là bồ chưa? Bà nói gì? Thì ông Trường chở nhà Phương đi học, nghe nói nhà Phương ngồi phía sau ôm eo ông Trường tình tứ lắm. Trời đất, có thiệt không? Ừ, vì nghe nói chân nhỏ Phương bị đau, ông Trường sẽ chở nhỏ đi tới khi nào chân nhỏ lành thì thôi. Nhỏ Phương xứng quá ta, tôi cũng mấy lần được nhìn lén, đúng là Trường đẹp trai dã man. Ừ, nhỏ Phương xinh cũng đâu kém gì ông Trường, mà cặp đó xứng đôi quá ha. Ừ. Mà sao ông nhỏ đi lâu quá ta? Khanh đang chờ ở bên ngoài. Trường chờ anh tí nha, để Phương dẹp vô đó. Trời ơi, sao có người vậy đẹp trai gì ga lăng với người ta. Đang nhớ Phương sướng vậy. Trường ơi, Khanh đang chờ ở đâu vậy? Khanh đang đợi ở cột cờ. Mà sao mặt em kỳ quá vậy, y như bị thi rớt vậy đó, nhìn giống bông hoa héo lắm. Đừng có yếu xìu vậy nữa, phải cười lên thì mới đẹp chứ. Cười lên đi. Trời ơi đẹp rồi thấy chưa, trời ơi đẹp nữa, trời đẹp quá chừng luôn vậy á. Anh Hoàng á, chắc không còn lâu đâu, sẽ ngã gục chức chị đó. Vậy là tốt quá rồi. Nè, nếu em mà có thắc mắc gì vấn đề tình cảm á, đến gặp Sanali đi, chuyên gia tâm lý á. Em không cần lời khuyên cho mấy chuyện tình cảm đâu. Sao lại không cần? Chị thấy chuyện tình cảm của em cũng phức tạp lắm á nha. Hai cậu đến tiệm mình hôm bữa đó, cậu nào trông cũng được. Tụi em chỉ là bạn thôi mà. Bạn mà thấy ánh mắt cậu nào cũng khác thường hết á. Chị á phải đi học chị Sanali nhiều đi. Hả? Cái không cái biểu tôi đi học Sanali à? Chọc giận tôi hả? Cho anh mượn cuốn sách tiếng Pháp một chút đi. Chân còn đau lắm hả? Tưởng nhanh lành, ai nhờ lâu quá. Nhờ chân đau, được Trường chở đi học, sướng quá ha. Hay là đau thêm vài ngày nữa đi. Em cũng đâu thích vậy đâu. Đi đâu cũng thấy cặp kè. Ừ, tụi nó cặp bộ nhau lâu rồi, trong trường mình ai mà không biết. Coi kìa, đi học mà không bẻ cổ áo. Ê nhỏ kêu, là cái gì mà để ta lên người của Khanh vậy hả? Vi đi trước nha. Khanh cũng đi đây. Chẳng lẽ ông Khanh lại thích nhỏ Vi thiệt hay sao chứ?
không làm thấy vui á ta. Đáng lẽ chân đau phải bực chứ. Mỗi ngày được Trường đưa đi học, bằng nhiều bực bội cũng tan hết á. Thằng nó nói đi kiếm khách mà không biết nó nói bao nhiêu lần nữa. Chú Năm à, con đi đây một chút nha. Đi thì đi, có ai cấm đâu mà đặt thưa với Trình. Chú Năm, chú Năm đừng có như vậy mà. Thằng Hùng á, nó nói được, nó làm được. Chú ráng chờ đi, chú sẽ thấy lời con nói không có sai đâu. Đúng là tụi bay mà cứ theo phe nhau rồi bao che nhau, ai mà chịu cho nổi. Cảm ơn anh nha. Có xe hư đến đây em sửa cho. Cái con này thấy quen quen. Thằng Hùng đó chú Năm. Ê trời. Ê, mày làm gì đây? Ê! Mất lịch sự. Biết rồi, còn hỏi nữa. Không có gì, đi vô đi, để tao làm việc. Năm đại, kiểm tra bảo dưỡng xe gắn máy cho quý khách miễn phí. Trời ơi, cảm ơn mày nghe. Ơn nghĩ gì chú ơn, có ai tới sửa máy tính chứ. Mà sao mày nghĩ ra cái trò này hay vậy? Hồi trước con làm vụ này hoài à. Lúc còn nhỏ đó, con với ông Bảo á làm này trước quán phở á, kéo khách tới đông lắm. Phải không? Hiệu quả lắm. Đúng rồi chú Năm, hồi nhỏ con cũng có làm nữa, con thấy khách người ta thích lắm. Anh cần gì? Nè, anh sửa lần này, lần sau vô nữa, có sửa miễn phí nữa không? Đương nhiên rồi. Đó, chú Năm thấy chưa? Con nói chú ráng chờ, thế nào cũng có kết quả à. Cảm ơn Trường nhiều nha. Được rồi, Trường về đi. Ngày mai á, Trường đừng nói đây nữa nha. Phiền Trường quá. Ừ, từ ngày mai để Khanh chở nó đi cho. Không được, Trường đã hứa rồi, Trường sẽ chở cho đến khi nào Phương hết đau chân thôi. Trường về nha. Ừ. Vô nhà trước đi, anh đi đằng đây một chút. Anh đi đâu vậy? Ừ, thì đi công chuyện. Đem phở cho tiệm báo bị tim nha. Ê,
Mệt chưa? Hôm nay mà không có Khanh á, chắc là bị chết. Khanh đến có chuyện gì vậy? Hôm nay Khanh định đến đây nói với Vi chuyện này, nhưng mà giờ đói quá, quên hết trơn rồi. Đúng rồi, đói bụng thì khó nói lắm. Vô tiệm đi, Vi đãi cho. Cháu tên là Khanh hả? Dạ. Cảm ơn cháu nhiều nghe. Ăn đi, ăn cho nhiều vô. Dạ. Bữa nay á, có bạn của Vi đến phụ việc á, em mới chợt nảy ra một ý nghĩ ha. Tại sao mình không mướn một người nam tới phụ việc? Vừa mạnh khỏe nè, vừa nhanh nhẹn nè, vừa... Vừa sao nữa? Thì người nam phụ việc tốt hơn, chứ sao nữa? Đúng không anh Hoàng? Tôi phản đối. Phải có nữ á thì tiệm mới đông khách. Nam tốt hơn. Tôi nói nữ tốt hơn. Nam tốt hơn. Nữ. Nam. Nữ. Nam. Nữ. Nam. Nữ. Hai anh chị làm trong quán vui tính quá ha. Toàn là người tốt đó. Mà Khanh vẫn không nhớ Khanh gặp Vi có chuyện gì à? Phương nó thích Trường lắm. Vi thấy Trường với Phương rất xứng đôi. Nếu chuyện của Trường với Phương mà thành thì Vi có sao không? Chắc chắn là không sao. Hồi nhỏ Vi cũng thích Trường, nhưng mà đó là tình cảm của con nít. Bây giờ chỉ là ký ức tuổi thơ. Vi chỉ coi Trường như là bạn, không hơn không kém. Nếu vậy thì hay quá. Em làm cái gì vậy? Sao tự tiện vô phòng người khác? Anh thích Vi đến như vậy sao? Cứ coi như không biết gì đi. Cũng giống như anh, không biết cái chân đa em vậy đó. Phương hết đau chân rồi hả? Sáng nay ngủ dậy tự nhiên thấy hết đau chân. Ngày mai Trường đừng có đến nữa nha. Phương hết nhanh như vậy là mừng rồi. Ủa Phương, chân hết đau rồi hả? Trời khờ quá à. Sao không làm bộ đau thêm mấy bữa nữa đi? Trường đưa đi học thích không? Nhờ vậy ai cũng biết Trường với Phương là một cặp. Đây nè, bạn gái của Trường á, có phải làm chung đôi với Khanh không? Ai nói vậy? Ai là ai? Cả trường này ai không biết. Mang hết đồ dơ ra đây rồi đi làm. Ủa em không đi làm sao? Hôm nay em nghỉ. Hả? Anh cũng xin nghỉ ở nhà với em nha. Thôi được rồi mà. Mấy hôm nay anh được khen, đừng có làm mất lòng chú Năm. Hay là vậy, anh cứ ra làm đi nha,
Lát nữa em sẽ nấu món gì đó thiệt là ngon đem ra cho anh ăn. Đúng là trên đời này chỉ có mình em thương anh thôi. Ông Bảo, nếu có đồ dơ mang ra đi giùm rồi đi, đừng giấu đồ tùm lum. Thôi, đồ tôi được rồi, khỏi cần giặt. Trời ơi, được chứ mà được. Ê, nè, tôi nói được rồi mà. Nè, nè, tôi đã nói là khỏi rồi mà. Thì tôi đã nói là đồ tôi được rồi mà. Không phải là tôi muốn giặt đồ giùm ông đâu, chẳng qua là tôi sợ phòng thôi. Anh Hùng anh không chịu nổi mà thôi. Nè, quá đáng vừa vừa thôi chứ. Cái mông của anh Hùng lớn hơn thì phải. Mà cái quần của ông này nhìn cũng thấy ghê. Là dành riêng cho anh Hùng yêu quý của mình. Dạ con mời chú. Ông ăn ngăn này. Còn anh ăn ngăn này nha. Nè, ngăn của ông Hùng bự hơn đúng không? Nếu vậy thì đổi mày. Đây. Không được. Của ai người đó phải ăn. Ôi trời, chú Năm. Chú Năm, thằng Hùng có nguyên cái đùi gà nè. Chú thấy không? Thấy. Chú có không? Hình như không. Vô lý, vô lý hết sức à. Con xin lỗi chú nha. Tại vì thịt ít quá cho nên con mới làm như vậy. Để tôi đãi ông món khác, coi như là xin lỗi, được chưa? Phải ngon mới được à. Thì không tài nào đoán nổi có cái vị nào trong này. Đâu Vi nếm thử coi, có vị nào lạ lắm. Hình như có mùi quế á. Thôi đi cô nương, làm gì có quế trong này. Cháu nói thiệt mà. Làm gì có quế trong này. Ủa anh Hoàng. Ừ? Ở trong này có quế hả anh? Có. Tôi có bỏ một ít. Thấy chưa, cháu nói đúng mà. Sao lạ vậy ta, tôi có nghe mùi quế đâu. Dạ. Dạ, dạ hai tô, dạ dạ. Cho hai tô đặc biệt đến tiệm chú Ba nha. Hiền, em nói phở ở đây ngon lắm hả? Ừ. Ừ. Xin chào, đi bàn ngồi đi em. Chị, cho em hỏi thăm, nhà vệ sinh đâu vậy? Em đi thẳng ra phía ngoài, quẹo bên tay phải. Dạ, cảm ơn. Anh đi một chút nha. Ừ. Giờ cái gì? Đi không? Đi chứ. Chị đến ngày nào vậy? Hôm nay chị không đi làm ở trung tâm mua sắm hả? Chị định cho mấy người bạn ăn thử phở ở đây. Vậy chị ăn ngon miệng. Em đi giao phở hả? Thôi em đi đi. Dạ.